Bản tin thời sự trong nước, bản tin mới nhất trong ngày có những mẫu xe đẹp giảm giá kịch sàn đến với tay người sử dụng. Xin mời quý vị xem tiếp chương trình. Em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào bà con. Em vừa về thuê một mẫu Kia Carens nè. Em này sản xuất năm 2010 nha cô chú anh chị. Bằng xe nó một bộ áo màu xám lông chuột. Máy em này sở hữu động cơ 2.0. Chủ nhà lên 4 quả vỏ Michelin cực kỳ là xịn. Sơn xi đẹp nha cô chú anh chị nha. Hai cụm đèn rin nguyên bản nè. Được cái chất máy rin mặt cò, số máy rin hết, chưa có dấu hiệu là chầy xước. Có một hai chỗ ở cản trước thì nó có chầy nhẹ qua thời gian 5 tháng nè. Chỗ này thì để cho anh dặm một tí xíu ở đây thôi nha. Nước sơn rin, chất sơn rin còn. Biểu tượng của Kia. Kia là một dòng xe thương hiệu khá là nổi tiếng của Hàn Quốc nha cô chú anh chị. Bốn quả vỏ Michelin chủ nhà đầu tư nè. Bốn quả vỏ mới nè, mới 90% luôn. Mâm lầm mâm đúc nguyên bản của dòng Kia Carens. Đây là phần gầm. Máy 2.0 số sàn thì đâu đó mức độ tiêu hao nhiên liệu của em này nó nằm cho cô chú anh chị 9 lít nha. 9 đến 10 lít tùy vào cô chú anh chị chạy. Dòng này kết hợp là sẽ có gương cụp mở nè, gương chỉnh điện nè, phần tắp bi nè, nguyên bản nguyên rin, keo chỉ được cái rất là liền, không có dấu hiệu là đâm pha móp méo chiếc xe đâu. Hai bên chất như nhau. Quan trọng bà con mua xe, bà con để ý phần máy. Máy móc ok thì đảm bảo với cô chú anh chị thì cô chú anh chị đi tốt dùng bền với yên tâm nha. Củ số là nguyên bản nguyên rin nè. Nói chung xe này là mẫu xe rin chưa lên đồ chơi bất cứ một khoản gì. Và trang bị là cửa sổ sunroof nha, lấy gió từ ngoài vào trong nè. Đó, em này là nguyên bản là trần nỉ hết toàn diện nha cô chú anh chị nha. Bốn cánh cửa là dán phim cách nhiệt hết toàn bộ. Kính Kia thương hiệu của Thaco còn nguyên bản luôn. Được chưa? Hai bên sóng gân này, chuẩn như nhau. Keo chỉ cực kỳ là rin. Keo chỉ là rin hết 100%. Phía sau là ghế da sạch sẽ nè. Chúng ta có khay học tì tay nè, khay đẻ tay nè. Cặp ghế xuống nè. Phía dưới chúng ta sẽ có hai băng ghế phía sau ngồi. Chỗ ngồi thì em này cực kỳ là thông thoáng rồi. Mẫu xe 7 chỗ mà. Trang bị là đôi dàn lạnh. Đây nè, dàn lạnh đôi trước một dàn sau một dàn nha. Em này sử dụng một ống xả thôi mà hai dàn lạnh, hai cửa gió. Keo chỉ trong nách thì sao ạ? Được cái liền lẹt, không có cứng đụng đâm ve. Keo chỉ nè. Góc cạnh của nó em còn nguyên bản luôn. Trải nghiệm phần máy cùng với em nhé. Đi được 89.000 rồi. 272 km, 89 vạn nha. Đó. Số nè. Số máy rất là ok nha. Rất là nhẹ luôn nha cô chú anh chị nha. Nhẹ tưng luôn. Được chưa? Trang bị cụm điều hòa nè. À, cụm điều hòa nè. Hiển thị đồng hồ báo 29 độ ưu tiên. Cửa gió nè. Lấy gió trong gió ngoài. AC kích hoạt. Sông kính, sông gương. Đầy đủ các tính năng trên một chiếc xe nè. Đó mà con bác lấy về chạy thôi. Tắp lô, tắp bi hầu như khá là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Vô lăng nè. Anh chị coi những cái phần vân gai trên vô lăng nè. Không có tí gọi là phai mờ nha. Đó. Sunroof đây. Sunroof đang hoạt động. Ok chưa? 9 lít thôi. Bà con có thể chở được 7 người. Tha hồ. Tha hồ cho bà con cô bác luôn. Trợ lực dầu nhẹ lắm. Đây là cục máy. Cục máy của em Kia Carens. Dòng này nhà sản xuất thiết kế rất là nhỏ gọn, 4 máy nè. 1 2 3 4 4 máy nè. Đây cô chú anh chị nè. Mặt nắp cò còn chưa có dấu hiệu khui ra chỉnh lại nè. Cô chú anh chị xem nhé. Đó, mặt nắp cò nè. Keo nè. Keo rin nguyên bản nè, không có dấu hiệu khui ra chỉnh lại. Máy hoạt động cực kỳ là êm ái, chúng ta có dầu trợ lực, nước xịt kiến và nước giải nhiệt màu đỏ. Hai bên trụ đẹp như nhau, keo nè. Đây là keo rin nguyên bản nè, hai bên lường nè. Báo nắp capo, đi đôi là đèn rin. Đây là xe rin, không độ chế. Nha cô chú anh chị nha. Chuẩn chưa? Rất là được nha. Dòng này 2.0 thì sẽ trang bị là ABS. Đây là cục ABS chống bó cứng phanh đây. Nỉ cách nhiệt nè. Nỉ cách nhiệt ở trong phần khoang máy nè. Còn nguyên bản luôn, không có dấu hiệu rách rưới. Mẫu này thì chả có dấu hiệu độ hơi đâu. Cho nên cô chú anh chị có thể an tâm vấn đề đó đâu. Nè, xe nè, không có dấu hiệu độ hơi chứ.
đi đôi đi một cái bình lớn. Anh chị có hộp số rin không? Hộp số cực kỳ là rin. Nè hộp số nè, khá là rin nha. Rin lắm. Nè số máy nè. Bao rin bao chất cho bà con cô bác luôn. Cam kết với cô chú anh chị số máy rin chưa đụng chạm nha. Keo chỉ cho nó có bô liền lẹt 100% luôn. Được không ạ? Nắp cabo nè, những sóng gân dập nguyên bản nè, keo chỉ nè, chỉ rin không có dấu hiệu được khui ra chỉnh lại. Mấy cái lặt vặt đồng sơ bên ngoài về thì không quan trọng đâu, quan trọng bà con cô bác mua xe để ý cái chất máy thôi. Đi đôi là đèn halogen hết toàn diện nha cô chú anh chị. Có một chỗ chày xước nè, cho anh báo luôn, chỗ đó cho anh dập nè, hai chỗ chày xước nè, đó là vậy. Còn nước sơn thùng mình vẫn còn chất sơn rin. Đèn nè, đèn nguyên bản của dòng Kia Karen. Ở phần cốp sau, hai bên bon điện rất là chuẩn. Keo nè, đó keo trong nắp là rin nguyên nha. Nè, từ những con tán bản lề đẹp như thế này, được chưa? Rất là chất nha cô chú anh chị nha. Chúng ta có thể gập ghế xuống, và cô chú anh chị gập băng ghế xuống sẽ có một khoang chứa đồ rất là rộng. Xốp theo xe, vỏ độ xe cua đầy đủ các tính năng rồi. Dòng này là bánh của nó là nằm bánh gầm. Bánh gầm nó nằm đây nè bà con. Đó bánh gầm nè. Dè mọt phía sau. Gầm bệ là ok, không có dấu hiệu là mục mọt đâu. Đây trải nghiệm phần gầm cùng với Trần Anh. Màu này thì đi nói chung là nó cũng sạch sẽ lắm ạ. Sạch sẽ lắm. Nè, anh chị coi phần gầm nè. Gầm đời 2/10 đẹp không? Gầm bè là không có dấu hiệu là mục mọt nha. Mới tinh luôn. Đinh bấm nhựa dưới gầm còn nguyên bản như thế này. Không một tí gọi là mục mọt nè. Thường thường người ta quay, người ta không dám quay ở đây cho anh chị đâu. Tại vì phần dưới đây nè, ngay đây nè, là nó hay bị mục lắm. Nước mưa nó xả từ cánh xuống á, rồi nó nhiễu nó chảy xuống đây nè. Nó hay bị mục chỗ này nhưng mà đây không mục nè. Đó, quay kỹ cho cô chú anh chị coi nhé. Anh chị thấy không? Mình người thật việc thật, mua bán uy tín. Có sao nói vậy, không nói thêm nói bớt. Xe làm máy rồi thì nói làm, xe chưa làm thì nói chưa làm nha. Uy tín của Trần Anh hàng đầu là đặt niềm tin dành cho toàn thể tất cả các cô chú anh chị đã hàng mấy năm qua đã đồng hành cùng với em, theo dõi kênh của em, mua xe bên em. Rất là chuẩn nha. Đó, mẫu này mua về chạy thôi. 2.0 gầm cao, đăng kiểm tháng 3 năm 2022, số sàn 2.0, 9 lít đến 10 lít tùy vào cô chú anh chị chạy có tải hay không. Đăng ký kênh ủng hộ cho em xin kết thúc channel tại đây này ạ. Em see you and goodbye.